Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xoắn bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xoắn bóng đá bằng cách bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần chúng tôi cập nhật video thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 23 tháng 6, Facebook của tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã bị hacker tấn công với mục đích xấu, gây hoang mang dư luận và buộc tiền vệ của Hà Nội FC phải cầu cứu đến an ninh mạng. Sự việc bắt đầu trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 35 sáng ngày 23 tháng 6 khi tài khoản Facebook của Quang Hải bất ngờ xuất hiện ba dòng trạng thái chia sẻ việc đã bị hacker xâm nhập. Người này đăng những tin nhắn của Quang Hải và một người anh em thân thiết lên mạng xã hội, trong đó nổi bật là nội dung về mối quan hệ chàng cầu thủ ngôi sao cùng với nhiều cô gái khác nhau. Sự việc Quang Hải bị hack Facebook hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Mới đây anh chàng cũng đã chính thức lên tiếng, lên án hành vi trái pháp luật của hacker. Trên Facebook cá nhân có tích xanh, Quang Hải đã viết rằng, sáng nay Facebook cá nhân của Hải đã gặp vấn đề, Hải đã làm việc với những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sự việc này. Hành vi sử dụng trái pháp luật và phá tán những điều riêng tư của người khác lên mạng là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân và pháp luật. Qua rắc rối trên, Hải cũng mong các bạn sẽ cẩn trọng hơn với những điều tưởng như là riêng tư của chúng ta, cũng như cùng nhau lên án những hành động đi ngược lại với pháp luật. Cảm ơn những sự tư vấn, cũng như sự cảm thông mà các bạn đã dành cho Hải. Phía Quang Hải cho biết đã liên hệ với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để truy tìm kẻ xấu tấn công Facebook của mình. Chưa biết cụ thể hacker đã làm những gì với Facebook của Quang Hải, nhưng với những hành động vừa qua đã gián tiếp bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của anh. Theo tìm hiểu và chia sẻ từ cộng đồng hacker, đây là hành động tấn công trang Facebook cá nhân có chủ đích do một số nhóm hacker chuyên nghiệp thực hiện. Nguyễn Nhân, nhà đồng sáng lập ADE Solution và là một chuyên gia Facebook cho biết, quan sát cách tấn công và đăng tải trạng thái trên trang Facebook của Quang Hải sáng ngày 23 tháng 6, có thể thấy đây là một nhóm hacker và tấn công có kịch bản từ trước, thậm chí không loại trừ khả năng có người nhà tay trong vụ hack Facebook lần này. Có thể Quang Hải đã vô tình ấn vào một đường link lạ hoặc link chơi game đã được cài sẵn, dẫn đến bị hacker xâm nhập. Điều kỳ lạ là những hacker này không dám làm chủ ạc, mà lại chừa đường thoát cho Quang Hải vào lấy lại nick khi biết bị hack. Với dòng trạng thái được đăng tải, có thể thấy họ đã nằm vùng và tổng hợp sẵn nội dung phần trao đổi của Quang Hải với người bạn để bôi xấu danh tiếng tuyển thủ này, anh Nguyễn Nhân đúc kết. Theo Điều 80 của Nghị định 15 năm 2020 NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành, người có hành vi bẻ khóa, trộm cắp sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức cá nhân khác trên môi trường mạng sẽ bị xử phạt với số tiền từ 15 đến 20 triệu đồng. Điều mà người hâm mộ Việt Nam mong mỏi nhất lúc này là Quang Hải sẽ tập trung vào chơi bóng, trong khi cơ quan có thẩm quyền sớm tìm ra được ai đứng sau vụ tấn công Facebook của tiền vệ Hà Nội FC để phạt làm gương, tránh tái diễn những hình ảnh không hay cho giới cầu thủ Việt Nam. Phần tin tiếp theo, Xoắn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin Việt Nam nhận quyết định có lợi từ vòng loại World Cup năm 2022. Kính thưa quý vị và các bạn, với việc chưa thể kiểm soát dịch bệnh tốt, khả năng lớn Ả Rập Thống Nhất không được thi đấu trên sân nhà ở vòng loại World Cup năm 2022 sắp tới. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup năm 2022 với 11 điểm, trong khi đó Ả Rập Thống Nhất đứng vị trí thứ tư với vỏn vẹn 6 điểm. Dù khoảng cách là khá xa, nhưng Ả Rập Thống Nhất vẫn có cơ hội tự quyết định số phận của mình. Họ cần thắng cả 4 trận đấu còn lại, trong đó có cuộc chạm trán trực tiếp với Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng. Nếu đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không thể giành tối đa số điểm trong hai trận đấu gặp Malaysia và Indonesia, thì trận đấu gặp Ả Rập Thống Nhất sẽ mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé đi tiếp. Điều bất lợi cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là họ sẽ phải làm khách tại đất nước Tây Á này. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đang làm đảo lộn tất cả. Theo đó, FIFA ấn định ngày quay trở lại của vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á, trong đó Việt Nam gặp Ả Rập Thống Nhất vào ngày 17 tháng 11. Nhưng công tác phòng chống dịch của Ả Rập Thống Nhất chưa thực sự tốt. Những ngày vừa qua, Ả Rập Thống Nhất phát hiện thêm hàng trăm ca mắc mới. Và đáng lo ngại hơn, các chuyên gia y tế dự đoán Ả Rập Thống Nhất vẫn chưa đạt ngưỡng đỉnh dịch. Tình hình dịch bệnh phức tạp khiến Liên đoàn bóng đá Ả Rập Thống Nhất quyết định hủy kết quả mùa giải vừa qua dù chỉ còn 7 vòng đấu nữa. Liên tục nhận những thông tin không mấy tích cực, rất có thể Ả Rập Thống Nhất còn phải đón thêm một bất lợi nữa. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC có thể tính đến chuyện đá trên sân trung lập nhằm đảm bảo an toàn cho các đội bóng. Như thế, Việt Nam sẽ không phải làm khách trên sân của đối thủ, và đây rõ ràng là quyết định có lợi cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trong những phương án đang tính tới. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ bám sát tình hình dịch trong khu vực để đưa ra quyết định hợp lý nhất. Hiện tại, Ả Rập Thống Nhất vẫn chưa tìm được huấn luyện viên trưởng sau khi chấm dứt hợp đồng với ông Jovanovic hồi tháng 4 vừa qua. Phần tin tiếp theo, sàn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin huấn luyện viên Philip Jonsier muốn đưa đội tuyển Việt Nam đến World Cup năm 2021. Kính thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Philip Jonsier khẳng định mục tiêu của đội tuyển U19 Việt Nam tại vòng chung kết U19 châu Á năm 2020 là giành vé dự U20 World Cup năm 2021. Tại vòng chung kết U19 châu Á năm 2020, đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Philip Jonsier nằm tại bảng C và lần lượt đối đầu với Australia, U19 Ả Rập Xê Út và cuối cùng là U19 Lào. Phát biểu mới đây, huấn luyện viên Philip Jonsier khẳng định mục tiêu của U19 Việt Nam không chỉ là 1-2 trận thắng mà là cạnh tranh suất vé tham dự vòng chung kết FIFA World Cup năm 2021 tại Indonesia. Huấn luyện viên Philip Jonsier đã chia sẻ rằng mục tiêu của tôi và các học trò không phải chỉ giành chiến thắng một trận mà để giành vé dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup. U19 Việt Nam cần có 4-5 điểm hoặc thậm chí là 6 điểm, thế nên mỗi trận đấu đều quan trọng như nhau. Với bảng đấu này, tôi cảm thấy khá tốt và các đối thủ khác cũng sẽ cảm thấy như thế thôi. Bởi vì họ nghĩ gặp Việt Nam hay Lào rất dễ dàng. Dù sao, đây cũng là bảng đấu ổn hơn so với bảng B, nơi có sự góp mặt của Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhằm giúp các cầu thủ có sự thích nghi tốt nhất với khung giờ thi đấu tại vòng chung kết U19 châu Á năm 2020, huấn luyện viên Philip Jonsier đã quyết định triển khai các bài tập cho đội tuyển U19 Việt Nam vào thời điểm lúc 20 giờ hàng ngày. Trong sáng ngày 23 tháng 6, huấn luyện viên Philip Jonsier đã tiến hành bài kiểm tra dành cho các học trò bằng trận đấu tập với câu lạc bộ Phú Đồng. Phần tin tiếp theo, sàn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ bí mật về Hàn Quốc ở vòng loại World Cup năm 2002. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc trò chuyện với AFC, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ thú vị về kỳ World Cup năm 2002 đại thành công của bóng đá Hàn Quốc. Đó là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của huấn luyện viên Park Hang-seo, nó cũng giúp tên tuổi ông được biết đến rộng rãi trên khắp đất nước Hàn Quốc. Nhân dịp ôn lại kỷ niệm chiến thắng của Hàn Quốc trước Tây Ban Nha vào ngày 22 tháng 6 của 18 năm về trước, AFC đã có buổi phỏng vấn với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo. Ông Park đã nhớ lại: "Thật không dễ để chọn ra khoảnh khắc ấn tượng nhất tại vòng loại World Cup năm 2002 vì giải đấu đó là một trải nghiệm tuyệt diệu trong cuộc đời tôi. Không chỉ quan trọng, nó còn chứa đựng những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Mỗi khi nghĩ về kỳ World Cup năm đó, tôi luôn cảm thấy bồi hồi và vui sướng. Trên tất cả, giải đấu ấy mang ý nghĩa đặc biệt với tôi và đất nước của tôi nữa." Huấn luyện viên Park Hang-seo là một trong hai trợ lý của huấn luyện viên Hiddink, người được kỳ vọng sẽ giúp Hàn Quốc lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup khi năm lần trước đó họ không thể làm được điều này. World Cup năm 2002, Hàn Quốc đã vào tới vòng bán kết. Trên hành trình vẻ vang đó, họ đã quật ngã hàng loạt đối thủ sừng sỏ của bóng đá thế giới. Có lẽ khi huấn luyện viên Hiddink lên nắm quyền, không ai tin người đàn ông này có thể làm được. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ một chi tiết về lời hứa của ông Hiddink với người Hàn Quốc trước khi World Cup khởi tranh. Cụ thể, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng, khi ông Hiddink được bổ nhiệm chức huấn luyện viên trưởng, ông ấy khẳng định Hàn Quốc sẽ tạo nên cú sốc với thế giới, nhưng không ai tin vào điều đó. Đến với World Cup năm 2002, mục tiêu chỉ là vào vòng knockout, bởi trước đây đội chưa lần nào vượt qua vòng bảng, đội ngũ thân cận và các cầu thủ không chịu tin vào ông ấy. Nhưng không, với một đội hình đầy kiêu hãnh gồm Park Ji-sung, An Jung-hwan, Choi Jang-soo hay Hong Myung-bo, Hàn Quốc đã vượt qua vòng bảng với ngôi vị số 1. Họ thắng Ba Lan với tỷ số 2-0, hòa Mỹ với tỷ số 1-1 và đả bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0. Bước đến vòng trong, Hàn Quốc đối mặt với thử thách to lớn là Italia. Huấn luyện viên Hiddink thừa hiểu đội bóng này vượt trội với Hàn Quốc từ thể lực đến kỹ chiến thuật. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo đã hé lộ rằng huấn luyện viên Hiddink đã chuẩn bị cách thức khác để đội nhà có thể làm nên bất ngờ. Khi chuẩn bị cho trận đấu, ban huấn luyện tập trung vào khía cạnh tinh thần thay vì đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật cho người chơi. Họ làm việc với từng người để tăng cường sự tự tin cho cầu thủ. Công tác tư tưởng ấy đã giúp Hàn Quốc vượt qua mọi khó khăn, trong đó có yếu tố thể lực, để đạt thành tích chưa từng có với một đội bóng châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ thêm rằng, Good Hiddink có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của ông. "Tôi học hỏi rất nhiều từ ông Hiddink. Có thể gọi tên một vài người rồi hiểu biết về văn hóa nơi ông ấy đang làm việc. Ông ấy tôn trọng Hàn Quốc, đất nước này và văn hóa nơi đây. Ông ấy đã làm việc không biết mệt mỏi để tìm hiểu văn hóa bóng đá Hàn Quốc. Điều đó sẽ giúp cho ông dễ dàng truyền tải kiến thức chuyên môn đến các cầu thủ và trợ lý."
Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Xoắn Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.